chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng thuê xe ô tô lên Đà Lạt trộm cắp xe máy. Đà Lạt phát hiện 4 tấn thịt lợn hôi thối, chuẩn bị tuồn ra thị trường. Cuối chuyên mục là phóng sự Đức Trọng, nhóm chuyên trộm cắp xe máy bị bắt khi đang phê ma túy. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi có 26 đội của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Lần lượt trải qua 3 phần thi gồm tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kể chuyện về Bác và phần thi tiểu phẩm. Ở phần thi tìm hiểu, mỗi lượt thi có 4 đội tham gia trả lời 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Trong 130 câu hỏi liên quan đến chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do ban tổ chức đưa ra, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên hầu hết các đội thi đều đạt điểm tối đa ở phần thi này. Nổi bật trong phần thi kể chuyện về Bác, những câu chuyện được các đội lựa chọn đã nêu bật được thân thế, sự nghiệp, cuộc đời cũng như những kỷ niệm của Bác đối với lực lượng công an nhân dân, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Có những đội sử dụng đạo cụ minh họa kết hợp với âm thanh ánh sáng tạo nên sự hài hòa, tăng thêm phần hấp dẫn của câu chuyện. Tại phần thi tiểu phẩm, các đội lần lượt trình bày một tiểu phẩm có đề tài, giới thiệu về một tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tại đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi phòng BX01, giải nhì cho hai đơn vị BA03 và BA06. Đồng giải ba thuộc về các đơn vị BV01, BA04 và BV05. Bám sát khẩu hiệu hành động và nội dung ký kết giao ước thi đua từ đầu năm, cụm thi đua số 2 khối cảnh sát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Theo đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ, từng đơn vị đã tổ chức phát động thi đua đến từng tổ đội, triển khai nắm chắc tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Từ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng đơn vị đã có sự chuyển biến. Cụ thể, tiếp nhận 272 tin tố giác tội phạm, kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê. Qua đó, phát hiện 11 cơ sở vi phạm, phát hiện 13 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, 9 vụ phạm tội về ma túy, 53 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Trên lĩnh vực trật tự giao thông, đơn vị chức năng đã tuần tra, kiểm soát và phát hiện trên 6.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Qua đó đã phạt nộp ngân sách 8 tỷ đồng, phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, trọng tâm kéo giảm tội phạm hình sự, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 75%. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nghiêm túc chấp hành điều lệnh nội vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và giành nhiều danh hiệu thi đua cao. Công an huyện Cát Tiên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên. Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết mọi tình hình liên quan đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, nên trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm mà Công an huyện Cát Tiên xác định là tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho quần chúng nhân dân. Tập trung đấu tranh mở rộng các vụ án trộm cắp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.
Cụm thi đua số 3 ngành tổ chức xây dựng đảng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên cụm thi đua đã tham mưu đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, kịp thời có hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, củng cố chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, chất lượng sinh hoạt đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ. Cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ, các đơn vị, thành viên cụm thi đua luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy những thành tích đạt được. Trong những tháng cuối năm, các đơn vị trong cụm tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua, chú trọng biểu dương người tốt, việc tốt, xây dựng điển hình tiên tiến để mọi người học tập, noi theo. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa khen thưởng 4 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, ông Phan Trí và ông Hoàng Công Khánh nghe tiếng tri hô cướp. Hai ông đã phát hiện và truy đuổi, bắt khống chế đối tượng cướp tiệm vàng Khánh Nhung tại phường 12. Sau đó, ông Trí và ông Khánh đã phối hợp với công an phường 12 đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Văn Đức Khánh, trú tại Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, đã dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày và cướp 10 sợi dây chuyền vàng trị giá 150 triệu đồng. Vụ việc thứ hai, vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, Công an phường 4 nhận được tin báo của ông Phạm Long là tài xế taxi Mai Linh trên đường chở một nam thanh niên từ chợ Đà Lạt về chùa Lộc Uyển, phường 4, Đà Lạt, thì bị thanh niên trên dùng vũ lực đe dọa cướp điện thoại di động và một số tiền mặt để trên xe rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung úy Đỗ Minh Trung và Thượng úy Trần Nguyễn Anh Tuấn, Công an phường 4, nhanh chóng đến hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí đã khoanh vùng phạm vi đối tượng, sau đó theo dõi và bắt được đối tượng tại 87 Triệu Việt Vương, phường 4. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Công an thành phố Đà Lạt thực nghiệm hiện trường vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Lạt đối với Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1985, tại xã Gia Huân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1988, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bùi Văn Trường Giang, sinh năm 1991, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Và Trần Văn Kiệt, sinh năm 2000, tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt nhận được tin báo trong vòng mấy tiếng đồng hồ, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra 3 vụ trộm cắp xe máy. Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra truy tìm thủ phạm. Qua camera an ninh, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định các đối tượng đi xe ô tô mang biển kiểm soát 61A31581 màu trắng gây ra các vụ trộm nói trên. Các trinh sát đã mật phục bám theo các đối tượng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, các đối tượng chạy đến Nghĩa Trang Xuân Thành, xã Xuân Thọ, Đà Lạt để lấy xe mang về Bình Phước tiêu thụ thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Bình đã bàn với Cường, Giang và Kiệt thuê ô tô từ Bình Phước lên Đà Lạt để trộm cắp xe máy kiếm tiền tiêu xài. Bước đầu, Bình đã thừa nhận chỉ trong vòng một buổi sáng, ngày 5 tháng 8, chúng đã trộm 3 xe máy hiệu Yamaha Exciter trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đem đi cất giấu, chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đã thu hồi 3 xe máy, nhiều dụng cụ dùng để phá khóa và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 31 tháng 7, qua thông tin tố giác tội phạm của người dân, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra đối với gia đình bà Đỗ Thị Thu Hồng, số nhà 45/A1, đường Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt. Tại khu vực kho, cơ quan chức năng phát hiện 2 tủ lạnh chứa đầy thịt lợn. Ngoài ra, phần sân của gia đình bà Hồng còn một tủ lạnh lớn, dài 3m, rộng 2m, cao 2,5m, chứa đầy thịt và có những bịch đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ước tính toàn bộ khối lượng thịt tại gia đình bà Hồng khoảng hơn 4 tấn, trong đó có khoảng hơn 300 kg thịt đã hư hỏng, bốc mùi.
Bà Hồng cho biết số thịt trên được mua từ nhiều địa phương khác trong tỉnh như huyện Cát Tiên, Đà Tẻ, Lâm Hà để phân phối lại cho người dân và quán ăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như kiểm định chất lượng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tiêu hủy toàn bộ tang vật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 7, Công an huyện Di Linh đã phát hiện Nguyễn Bá Dũng, sinh năm 1998, trú tại Hiệp Thạnh 1, xã Tam Bố, đang chở hai bao cần sa khô đi tiêu thụ. Kiểm tra nơi ở của Dũng, cơ quan công an phát hiện tại vườn nhà của Dũng trồng 4 cây cần sa cao từ 2 đến 3 mét. Sau khi nhổ thu giữ, trọng lượng được xác định là 6 kg. Tiếp đó, khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bắt quả tang Võ Đình Cường, ngụ tại tổ dân phố 8 thị trấn Di Linh, đang tàng trữ hai gói ni lông chứa ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện hàng chục vụ trộm, lấy được 15 xe máy cùng nhiều tài sản có tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Ba đối tượng đã bị bắt giữ khi đang sử dụng ma túy tại một phòng trọ. Đây là nhóm đối tượng nằm trong chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy mà Công an thành phố Bảo Lộc vừa triệt phá. Những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc rộ lên tình trạng trộm cắp xe máy khiến dư luận bất bình. Mặc dù Công an thành phố Bảo Lộc đã triệt phá một vài băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Ngày 17 tháng 5, nghi ngờ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy đang sử dụng ma túy tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2. Công an thành phố Bảo Lộc đã bất ngờ kiểm tra. Các đối tượng Đặng Duy Quý, Đào Văn Quang cùng trú tại thành phố Bảo Lộc và Nguyễn Minh Toàn trú tại huyện Bảo Lâm bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy. Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện chúng là nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Sau đó không lâu, đối tượng thứ tư trong nhóm trộm là Nguyễn Phát Đạt cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Thấy xe nhà ai mà để ở ngoài là dắt xe ra, rồi dắt xe khoảng chừng 1 cây số đến 2 cây số, sau đó nổ máy rồi mang đi giấu, rồi mới kiểm chỗ bán, số tiền bán xe được thì sử dụng để sử dụng ma túy. Em đi ở trên đường thì thấy xe người ta cắm chìa khóa, thì em mới gọi là vô gọi là lấy xe bắt đầu chạy đi qua bên quận Bình Phước bắt đầu bán. Thì nói chung là tùy theo chiếc, có chiếc thì được 3 triệu hơn 3 triệu, có chiếc thì 4 triệu hơn 4 triệu, thì cũng chia nhau tiêu xài, với ấy cũng có mang trả nợ cho người ta được ít. Theo điều tra, không chỉ lấy trộm xe máy, nhóm đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ trộm lấy nhiều tài sản có giá trị khác. Thủ đoạn của chúng là phát hiện xe máy dựng ở bất kỳ đâu, trước sân, ngoài đường, kể cả trong các cơ quan, thấy chủ phương tiện sơ hở là nhóm này lấy trộm bằng cách phá khóa, đấu lại dây điện rồi chạy xe về tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Từ tháng 2 năm 2019 đến ngày bị bắt, Quý và đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ trộm lấy được 15 xe máy các loại, một bộ sập gỗ và 10 bao cà phê nhân với tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng. Quý được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu trong nhóm chuyên trộm cắp này và là đối tượng đã có tiền án. Sau khi được gọi là mãn hạn tù thì em về có gọi là tu tâm làm ăn. Qua bên Quảng Khê gọi là ba mẹ và cho được ít vốn gọi là chăn nuôi. Thì lúc đấy chuẩn bị xuất thì lại gà lại bị dịch bệnh. Từ lúc đấy em không biết là làm thế nào, bắt đầu cái quay về bên đây thì gặp anh em bạn bè vậy, bắt đầu mới đâm vào con đường này. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Quý, Quang, Đạt và Toàn để điều tra, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành truy thu tang vật và thu hồi được 6 xe máy các loại. Mở rộng điều tra, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt giữ đối tượng thứ 5 trong nhóm trộm này là Nguyễn Xuân Trường, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng có tiền án 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 8 năm 2018. Hiện vụ án vẫn đang được Công an thành phố Bảo Lộc mở rộng điều tra. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt.